Thưa quý vị, trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị nội dung vận động bầu cử, người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động nào. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hỏi, vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Trả lời, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử. Trên cơ sở đó cân nhắc lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Hỏi, người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào? Trả lời, việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Hỏi, hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì? Trả lời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân ở đơn vị bầu cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ủy ban Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ. Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây. Tuyên bố lý do, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cử tri nêu ý kiến để đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm. Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương. Ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương mình, gửi đến Ủy ban Bầu cử cung cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên website brt.vn, kênh YouTube BRT Go, fanpage facebook.com/truyền hình.brt. Còn bây giờ, chương trình sẽ được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị.